Lực lượng chức năng công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá tạm giữ hình sự 31 trên 37 đối tượng trong ổ nhóm giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Trong vụ án này, đối tượng cầm đầu là Trần Văn Mạnh, 21 tuổi, ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng giúp sức tích cực gồm Trần Văn Sĩ, 21 tuổi, Trần Long Vũ, 21 tuổi, Trần Văn Đạt, 25 tuổi và Nguyễn Bá Tuấn, 19 tuổi, đều ở An Tiến, Mỹ Đức. Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua nhiều tài khoản Facebook ảo, rồi dùng các ứng dụng để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác. Sau đó, tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Để tạo niềm tin, các đối tượng đã đóng nhiều vai như nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó yêu cầu người cần vay phải chuyển các khoản phí như giải ngân, bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý, các đối tượng trong vụ án này ở độ tuổi rất trẻ, dưới 25 tuổi. Có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.